Kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, tủ lạnh là một vận dụng nhà bếp đã trở nên quen thuộc và được sử dụng phổ biến để bảo quản thực phẩm hàng ngày. Và thịt là loại thực phẩm thường xuyên được các gia đình mua về số lượng lớn để tích trữ trong tủ lạnh. Tuy bảo quản thịt trong tủ lạnh có thể kéo dài thời gian sử dụng của thịt nhưng không phải là vô hạn. Do vậy, các cô bác cũng cần chú ý tới thời gian cất trữ thịt ở trong tủ lạnh, kẻo thịt sẽ biến chất, trở thành loại thịt không tốt cho sức khỏe. Thực tế, các chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra rằng có một loại thịt do bảo quản trong tủ lạnh sai cách mà tuyệt đối không nên ăn, kẻo gây bệnh tật đầy người. Vậy thì đó là loại thịt nào và cách bảo quản thịt sai đó là gì? Bảo quản thịt thế nào mới đúng cách? Ngay sau đây, Sống Khỏe Mỗi Ngày mời các cô bác hãy cùng theo dõi chương trình hôm nay để hiểu rõ hơn về sai lầm khi bảo quản thịt cũng như cách bảo quản thịt trong tủ lạnh như thế nào là đúng cô bác nhé. Thịt để trữ đông quá lâu dẫn đến quá hạn sử dụng gây nguy hiểm cho sức khỏe. Nhiều cô bác cho rằng thịt bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh để bao lâu cũng được. Đó là lý do có nhiều gói thịt có thể bị lãng quên tới hàng tháng, thậm chí cả năm không đụng đến. Loại thịt này đông đá quá lâu sẽ vượt quá hạn sử dụng an toàn, không chỉ thay đổi về mùi vị mà dinh dưỡng trong thịt cũng không còn. Loại thịt này thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Mỗi loại thịt khác nhau sẽ có thời gian bảo quản đông lạnh khác nhau. Tuy nhiên, sau khi mua thịt về và bảo quản trong tủ đông, cô bác nên cố gắng ăn hết trong vòng 1 tháng, càng sớm càng tốt. Ngăn đá tủ lạnh không thật sự an toàn tuyệt đối, vì vậy các cô bác không nên bảo quản thịt trong đó quá lâu. Thịt đông lạnh vẫn có vi khuẩn phát triển khiến thành phần của thịt bị phá hủy. Thịt càng để lâu, giá trị dinh dưỡng càng suy giảm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, thịt để trong tủ đá càng lâu sẽ càng hao hụt dinh dưỡng. Do vậy, thói quen để thịt quá lâu và bảo quản không đúng cách thì không chỉ hao hụt giá trị dinh dưỡng mà còn dễ phát sinh nhiều bệnh tật khi ăn. Ngoài ra, việc sử dụng túi ni lông để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Bảo quản thịt quá lâu trong tủ lạnh bằng túi ni lông cũng khiến cho thịt bị biến chất. Nhiều cô bác có tư tưởng mua thịt sạch tích trữ đầy trong tủ lạnh ở ngăn đá để ăn dần. Chỉ cần bỏ vào túi ni lông buộc chặt, chúng ta cất vào ngăn lạnh nhất trong tủ lạnh là yên tâm. Thế nhưng thực tế thì bảo quản thịt sống kiểu này không hề an toàn như cô bác nghĩ, nhất là khi các cô bác có tư tưởng ăn loại thịt trữ đông từ tháng này sang tháng khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì việc sử dụng túi ni lông gói bọc thực phẩm nói chung chứ không riêng gì thịt sẽ dẫn đến khả năng thôi nhiễm vào thực phẩm, gây hại cho sức khỏe khi chúng ta hấp thụ vào cơ thể. Nghiêm cấm đựng thịt trong túi ni lông để tủ lạnh trong thời gian dài, vì vậy chất nhựa có khả năng tan ra cao hơn, đặc biệt đối với những sản phẩm chứa nước, muối mặn, axit, chất béo như thịt đã chín hay là được tẩm ướp. Nghiên cứu của Đại học Pennsylvania, Mỹ cũng cho thấy, đựng thực phẩm trong túi ni lông hay túi nhựa nói chung đều có thể gây ra những nguy hiểm về sức khỏe. Xét về thành phần hóa chất tạo nên chiếc túi ni lông, các nhà nghiên cứu cho thấy có BPA và DEHP. Trong đó, BPA có liên quan đến bệnh béo phì và khiến vòng eo lớn hơn ở nhóm đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên. Theo chương trình quốc gia nghiên cứu về độc học và cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư, BPA còn tác động đến não, làm chậm sự phát triển, gây viêm gan, rối loạn nội tiết và vô sinh. Đây cũng là loại chất có khả năng gây ung thư cực kỳ cao. Cách bảo quản thịt đúng cách. Dù cắt thịt sống hay là thịt chín để ở ngăn mát hay ngăn đá thì cô bác đều phải bọc thật kỹ hoặc để trong hộp đậy kín để giữ cho độ tươi ngon và không làm vi khuẩn lây nhiễm chéo giữa các thực phẩm trong tủ lạnh. Không để thịt chín gần với thịt sống. Khi để thịt ở ngăn mát, cần giữ nhiệt độ ở tủ trong mức 2 độ C. Đối với ngăn đông, nhiệt độ phải xấp xỉ mức âm 25 độ C. Đối với thịt bò, hầu hết các thành phần thịt bò chưa được nấu chín thì đều có thể để đông lạnh trong vài tháng mà không bị giảm chất lượng. Tuy nhiên, chỉ nên giữ đông lạnh thịt bò trong khoảng 2 đến 3 tháng để đảm bảo vấn đề về chất lượng. Thịt gia cầm như thịt gà hoặc gà Tây nguyên con có thể giữ được đến 1 năm mà không bị giảm nhiều chất lượng. Các bộ phận của gà như đùi, ức hoặc cánh có thể bảo quản tối đa 9 tháng. Nhưng các bộ phận khác cũng như thịt gà xay không giữ được quá 3 đến 4 tháng. Thịt heo chưa nấu chín bảo quản bằng thịt tủ đông cũng tương tự như đối với thịt bò.
thịt đã chiên có thể được giữ đông lạnh từ 4 đến 12 tháng. Trong tủ đá giữ được từ 4 đến 6 tháng. Thịt heo đã nấu chín chỉ nên giữ thịt đông lạnh trong 2 đến 3 tháng để tối đa chất lượng. Thịt heo xông khói và được chế biến như xúc xích, dăm bông hay thịt cắt lát thì chỉ nên giữ đông lạnh trong khoảng 1 đến 2 tháng. Những lưu ý khác khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Trước khi cất thịt trong tủ lạnh, cô bác cần chú ý sơ chế cẩn thận. Rửa sạch bằng nước muối loãng, chanh hoặc rượu trước khi bảo quản, ngoại trừ thịt bò, để loại bỏ nước bẩn, khử đi mùi tanh, giúp thịt không bị nhiễm khuẩn khi bảo quản. Luôn bọc kín thịt, cá để hạn chế không khí lọt vào, khiến cho thịt cá bị đông đá mất nước, gây khó khăn trong lúc giã đông và làm mất nhiều chất dinh dưỡng. Phải ngăn tách riêng thực phẩm sống và các thực phẩm khác khi bảo quản trong tủ lạnh để tránh làm bám mùi và nhiễm khuẩn chéo. Những lưu ý khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Thứ nhất là các cô bác nên chia thịt cá ra các phần nhỏ khi giữ lạnh, dán tem ghi ngày, giờ bắt đầu bảo quản và ngày kết thúc thời gian bảo quản cho phép lên trên lớp bảo quản. Khi sử dụng, hãy dùng những thực phẩm có thời hạn dùng cận nhất. Thứ hai là cô bác chỉ nên giã đông thịt cá đã làm đông một lần rồi dùng hết, không nên giã đông xong lại cho vào ngăn đông để bảo quản tiếp, tránh làm thực phẩm bị biến đổi mùi vị, màu sắc cũng như chất lượng, chất dinh dưỡng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Cuối cùng thì cô bác không nên lạm dụng việc bảo quản thịt cá bằng phương pháp làm đông, bởi vì thời gian đông đá càng dài thì độ tươi ngon của thịt sẽ bị giảm đi đáng kể. Tốt nhất là cô bác chỉ nên bảo quản và sử dụng thực phẩm tươi sống một ngày đối với ngăn mát và 1 đến 2 tuần đối với ngăn đông để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho gia đình một cách tốt nhất. Thưa quý cô bác, việc tận dụng tủ lạnh để bảo quản thịt là điều nên làm để phát huy tác dụng của thiết bị nhà bếp, cũng như giúp thời gian bảo quản thịt được lâu hơn trong trường hợp chưa dùng hết ngày. Tuy nhiên, để việc trữ thịt không gây ảnh hưởng tới sức khỏe, cô bác hãy lưu ý về cách bảo quản thịt trong tủ lạnh như hướng dẫn mà chúng tôi vừa chia sẻ nhé. Cùng với đó, thì để việc sử dụng thịt trong tủ lạnh được đảm bảo, cô bác cũng đừng quên tìm hiểu về việc giã đông thịt đúng cách. Bởi nếu thịt không được giã đông đúng cách, thậm chí còn độc hơn cả thịt bảo quản trong tủ lạnh lâu ngày. Vậy thì giã đông thịt như thế nào là đúng và có những cách giã đông nào được chuyên gia sức khỏe khuyên dùng? Ngay sau đây, mời quý cô bác cùng xem hết video để tìm hiểu về cách giã đông thịt đảm bảo sức khỏe của bác nhé. Chúng ta thường làm đông lạnh thịt với mục đích không cho thịt bị hỏng, không làm biến chất thịt. Thế nhưng có 3 lý do chính làm thay đổi chất lượng của thịt: hoạt động vi sinh vật và các enzyme của chúng, oxy hóa và sự sản sinh các vi sinh vật. Trong thịt chứa rất nhiều nước, khi nhiệt độ môi trường xuống dưới mức 0 độ, nước sẽ đóng băng từ từ. Một khi không có độ ẩm để tạo ra các phản ứng hóa học thì hầu hết các vi khuẩn, mốc và men tạm ngừng phát triển chứ không chết. Do vậy có thể hiểu tác dụng của việc đông lạnh thịt chính là làm giảm hoạt động vi sinh vật và các enzyme, giảm tốc độ oxy hóa chất béo và protein. Vi khuẩn và vi sinh vật lúc này cũng bị ức chế, ngừng phát triển, thậm chí là còn bị tiêu diệt một phần. Tuy nhiên, nếu không giã đông thịt đúng cách, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng và gây ra bệnh đối với người ăn. Sau đây là các cách giã đông thịt đúng cách mà cô bác nên áp dụng. Phương pháp giã đông thịt tự nhiên, giã đông bằng nước lạnh. Nhiều cô bác vẫn chọn cách giã đông thịt bằng nước nóng để tiết kiệm thời gian, nhưng nước nóng sẽ làm thịt mất protein và mùi vị. Ngoài ra thì thịt còn dễ bị bở và vi khuẩn xâm nhập vào thịt. Vì vậy, để thay thế nước nóng, cô bác có thể giã đông bằng nước lạnh để đảm bảo thịt giữ nguyên chất dinh dưỡng. Cô bác hãy gói thịt thật kỹ rồi cho vào trong nước lạnh, ngâm thịt trong 30 phút thì thay nước một lần để quá trình giã đông nhanh hơn. Thứ hai, phương pháp giã đông bằng các gia vị của nhà bếp. Thứ nhất đó là bằng muối. Giã đông thịt bằng muối ngoài việc giúp giã đông nhanh hơn, nó còn giúp làm giảm sự sinh trưởng của vi khuẩn trong thịt. Cô bác có thể cho thịt đông lạnh vào nước ấm ở 40 độ C pha loãng với 2 muỗng canh muối rồi để yên cho thịt giã dần là được. Khi giã đông bằng cách này, để thịt không bị chín tái và bị vi khuẩn thâm nhập, cô bác nên dùng nước dưới 30 độ C và trên 50 độ C. Bằng đường, cô bác chỉ nên dùng các loại thịt để giã đông bằng đường, không nên dùng hải sản vì đường có thể làm biến đổi hương vị đặc trưng của hải sản. Để thực hiện phương pháp giã đông này, cô bác pha theo tỷ lệ 5 nước lạnh 1 nước ấm ở 40 độ C lại với nhau, rồi cho 2 muỗng canh đường vào nước và khuấy đều. Sau đó, cô bác cho thịt đông lạnh vào nước trong 7 đến 10 phút thì thịt giã đông, rồi cô bác có thể vớt ra để ráo là được. Bằng giấm, axit acetic có trong giấm sẽ giúp băng đá trong nước giảm lại, từ đó giúp giã đông thịt nhanh hơn.
Để thực hiện cách này, cô bác pha loãng vào khuấy đều nước ấm 40 độ C với 2-3 giọt giấm ăn cùng một muỗng cà phê muối. Sau đó, cô bác cho thịt đông vào trong nước giấm và ngâm khoảng 3-5 phút là thịt đã được giã đông nhanh chóng mà còn giảm bớt mùi tanh vốn có của thịt. Phương pháp giã đông bằng các thiết bị nhà bếp. Bằng lò vi sóng. Giã đông bằng lò vi sóng là phương pháp được nhiều người sử dụng vì nó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các cô bác gói thịt đông lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào lò vi sóng giã đông 5 phút ở nhiệt độ thấp là được. Tuy nhiên, cô bác cũng nên lưu ý khi giã đông bằng lò vi sóng xong, cô bác phải chế biến thịt liền để thịt không bị vi khuẩn thâm nhập, khiến cho thịt bị hư. Ngoài ra, cô bác cũng chú ý đến thời gian giã đông, tránh thịt chín dẫn đến thịt bị nhạt và mất chất dinh dưỡng. Bằng lò nướng, cô bác lấy thịt từ ngăn đông và cho xuống ngăn mát từ 10 đến 20 phút để dễ dàng gỡ bỏ màng bọc thực phẩm ra khỏi thịt. Tiếp theo, cô bác cho thịt vào khay đựng chịu nhiệt tốt như thủy tinh, đậy nắp lại và cho vào lò nướng. Càng cô bác giã đông thịt trong lò nướng 10 phút ở nhiệt độ 70 độ C là thịt đã mềm. Khi giã đông bằng lò nướng, cô bác lưu ý không để nhiệt độ lò quá cao, tránh thịt bên trong còn bị đông nhưng bên ngoài thì đã chín tái. Bằng nồi chiên không dầu, cô bác có thể lấy thịt từ ngăn đông xuống và gỡ màng bọc thực phẩm hoặc hộp đựng ra khỏi thịt, rồi đặt thịt vào khay đựng chịu nhiệt. Tiếp theo, cho thịt vào nồi chiên không dầu và giã đông trong 5-7 phút ở nhiệt độ 80 độ C. Sau đó thì nếu thịt chưa giã đông hoàn toàn, cô bác lật thịt lại và tiếp tục giã đông 3-5 phút là được. Khi thịt giã đông xong, cô bác hãy chế biến ngay để tránh thịt bị mất chất và không bị vi khuẩn xâm nhập nhé. Cuối cùng, giã đông thịt bằng nồi nhôm. Bên cạnh các cách trên, cô bác có thể thử giã đông thịt bằng hai cái nồi nhôm hoặc nồi inox cùng với nước lạnh nhờ vào sự dẫn nhiệt của kim loại. Cô bác lật mặt một nồi xuống và cho thịt đã gói lên đáy nồi. Tiếp theo, cô bác cho nước lạnh vào nồi còn lại và đặt lên miếng thịt trong 3-7 phút là thịt đã được giã đông. Trên đây là 8 cách giã đông thịt nhanh và đơn giản mà chúng tôi gửi đến cô bác. Hy vọng là những cách giã đông trên sẽ rất hữu ích với cô bác. Thưa quý cô bác, vừa rồi chúng tôi hy vọng là với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, cô bác sẽ nắm rõ hơn về cách bảo quản thịt trong tủ lạnh cũng như cách giã đông thịt không gây hại cho sức khỏe của gia đình mình. Còn bây giờ, chương trình ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày xin kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý theo dõi. Các cô bác cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe hàng ngày nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.